Tôi tên là Trần Tiểu Vi, tân hoa hậu Việt Nam 2018. Tôi là Bùi Phương Nga, á hậu 1 của thi hậu Việt Nam 2018. Tôi là Nguyễn Thị Thúy An, á hậu 2 của cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2018. Vượt qua 42 đối thủ, nữ sinh 18 tuổi Trần Tiểu Vi chính thức đăng quang ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Trần Tiểu Vi sinh năm 2000 tại Quảng Nam, cao 1m74 với số đo 3 vòng 84, 63, 90, là một trong 4 thí sinh nhỏ tuổi nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2018. Thời điểm đăng ký tham gia cuộc thi, Tiểu Vi vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hiện tại, cô là tân sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Á hậu 1 Bùi Phương Nga, 20 tuổi, đến từ Hà Nội, sở hữu chiều cao ấn tượng 1m73 cùng nụ cười rạng rỡ. Phương Nga có thành tích học tập khá ấn tượng, đó là 12 năm học sinh giỏi bậc phổ thông và hiện là sinh viên năm 3 chuyên ngành tài chính Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Á hậu 2 Nguyễn Thị Thúy An, 21 tuổi, quê quán Kiên Giang. Dù không sở hữu chiều cao lý tưởng như Hoa hậu và Á hậu 1, nhưng với chiều cao 1m68, số đo 3 vòng là 83, 65, 89, Thúy An được đánh giá là người đẹp sở hữu thân hình quyến rũ, nóng bỏng nổi bật trong dàn thí sinh. Hiện tại, cô đang là sinh viên năm 4 khoa quản trị kinh doanh, chương trình đại học chuẩn Nhật Bản của Hutech. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có cái nhìn sơ khởi về ba vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Và tôi nghĩ rằng là câu chuyện ngày hôm nay sẽ được diễn ra một cách nhẹ nhàng và đời thường thôi. Bởi vì ba cô gái chúng ta còn rất là trẻ. Chính vì vậy mà chúng ta đừng có áp lên họ rất là nhiều những cái điều mà gọi là quá sức, đúng không? Về văn hóa, xã hội hay là cái lý tưởng sống. Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên khởi động một chút xíu đi. Tại vì dường như là ba cô có nụ cười rạng rỡ này đang còn hơi căng thẳng chút xíu. Tôi cũng đang căng thẳng nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cảm ơn khởi động ha. Đầu tiên thì sẽ hỏi Trần Tiểu Phi, đó là năm câu hỏi dành cho bạn. Bạn có theo chế độ ăn kiêng gì không? Dạ không ạ. Và em chỉ có ăn nhiều rau xanh cũng như là tập luyện nhiều để có cho mình một cơ thể hoàn hảo nhất. Luyện tập sao để có hình thể đẹp? Squat này, kickbox cũng là một cái môn luyện tập để mà em có được đôi chân thon gọn. Rồi, điều gì tự hào nhất trên khuôn mặt của bạn? Chắc chắn là đôi mắt của em. Chắc chắn là đôi mắt ha. Bạn có nghĩ là mình ăn hình không? Dạ không, em không nghĩ là như vậy. Rồi, khi thấy mẹ khóc thì bạn hay làm gì? Em ôm mẹ khóc theo. Ôm mẹ khóc theo luôn, biết cách an ủi ghê ha. Rồi, Bùi Phương Nga, mỗi lần ra đường thì bạn dành bao nhiêu thời gian cho makeup? Tùy theo mình dậy muộn hay dậy sớm, và nếu có thời gian nhiều thì sẽ tầm 30 phút, còn không thì chỉ cần 5-10 phút là đủ rồi. Tại mình đẹp sẵn rồi đúng không? Điểm gì bạn thích nhất ở tân hoa hậu? Thì chắc là sự đáng yêu và sự một sự chân thành ấy. Câu nói bạn yêu thích nhất là gì? Câu nói của em yêu thích nhất là đừng hối hận vì những gì mình đã làm, hãy hối hận vì những điều mình đã có thể nhưng lại không làm. Bạn thường thức dậy vào lúc mấy giờ sáng? Bởi vì bình thường Nga vẫn phải đi học buổi sáng nên là thường là tầm 6 giờ là Nga đã dậy rồi. Tính từ đúng nhất miêu tả với bạn là gì? Chắc tính từ miêu tả là từ năng nổ. Năng nổ, à. Năng động đúng không? Bạn có nickname ở nhà không? Có ạ, là tên là ở nhà Nga đây là Bi. Bi hả? Thường thường Bi là tên dành cho con trai. Đâu ạ, tại vì hồi nhỏ thì kiểu gia đình cũng hơi mụn, gọi là mũm mĩm một chút, và lại có một đôi mắt to tròn nên là mọi người hay gọi là đôi mắt to tròn như là hai viên bi đúng không? Rồi cảm ơn Bùi Phương Nga, Nguyễn Thị Thúy An. Ai là người đăng ký cho bạn đi thi Hoa hậu Việt Nam 2018? Dạ em là người đăng ký đi thi nhưng mà là có sự động viên hơn nữa của gia đình em. Rồi bạn có từng nghĩ rằng là mình là hoa hậu hay không? Dạ thì đến với cuộc thi thì chắc hẳn không riêng em mà là các bạn ai cũng mong muốn mình trở thành hoa hậu, nhưng mà đạt với danh hiệu này thì cũng là một sự may mắn đối với em ạ. Điều gì khiến bạn vui nhất trong cuộc sống? Điều em cảm thấy vui nhất trong cuộc sống là không chỉ niềm vui của mình em, mà là điều em vui nhất là được chia sẻ niềm vui cùng với mọi người. Người khác vui thì là em cảm thấy vui rồi. Bạn thích con vật nào nhất? Em thích nuôi cá. Nuôi cá hả? Tại vì những lúc mà cho nó ăn rồi nó đốt lên dòng nước, và những lúc em thích nó uống lượng trong dòng nước. Cuốn sách gần đây mà bạn đọc nhất đó là cuốn sách gì? Thường thì em ít đọc sách hơn, hay là em hay xem thời sự hơn là đọc sách. Coi như là ba vị khách mời chúng ta ngày hôm nay đã có một cái sự khởi động rất là dễ thương. Và bây giờ thì xin được hỏi Vi trước đi ha. Đó là khi mà tôi được đọc trên Facebook á, thì cái cảm nhận của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh dành cho bạn
cô ấy giải thích về cái giọt nước mắt khi mà cô ấy trao lại Vương Miện cho bạn và nói rằng là cô ấy dành cái sự ưu ái cho bạn bởi vì lúc đó thấy bạn đang còn rất là run, đang còn bỡ ngỡ ở trên sân khấu. Vậy thì thực sự cảm nhận của Đỗ Mỹ Linh như vậy có đúng hay không? Và bạn đã dành những cảm xúc nào cho Đỗ Mỹ Linh? Khi mà chị Đỗ Mỹ Linh có đến là trao Vương Miện cho em thì em mới đầu thì cũng rưng rưng nước mắt nhưng mà chưa có xuống hoặc chưa có khóc thì tự nhiên em lại thấy chị khóc rất là nhiều luôn, và sau đó thì em cũng khóc theo và cũng hai chị em cũng ôm nhau và về thì cũng có chị cũng chia sẻ này nọ với em, thì em cũng mong muốn là chị sẽ hỗ trợ em và giúp đỡ em trong cái 2 năm sắp tới. Sau cái khi mà đăng quang á và nhận được câu hỏi của báo chí đó là thần tượng của bạn, người hoa hậu nào là thần tượng của bạn, thì bạn cũng chia sẻ là Đỗ Mỹ Linh. Bạn nói rằng là bạn sẽ đi theo Đỗ Mỹ Linh, cái hình ảnh của Đỗ Mỹ Linh là đi học hành cho chăm chỉ nè, rồi hoàn thành tốt cái vai trò hoa hậu của mình. Tuy nhiên bạn cũng đề cập cái vấn đề sức khỏe, và mấy bữa nay thì Cường thấy bạn là ho rất là nhiều, không biết là sức khỏe của bạn bây giờ có đủ tốt để mà chúng ta còn liên tục rất là nhiều cái nhiệm vụ kế tiếp không? Nó chỉ là một việc nhỏ làm không có làm ảnh hưởng gì đến mình, và mình sẽ cố gắng hoàn thành tốt cái công việc mà và trách nhiệm của mình đang mang trên vai. Ngày hôm nay thì thấy ba cô gái chúng ta rất là xinh xắn mà không biết rằng là từ khi mà đăng quang tới giờ thì các bạn có được nghỉ ngơi gì chưa? Thì đương nhiên là sau khi đăng quang lịch trình cũng khá là bận rộn, nhưng mà em vẫn cố dành thời gian nghỉ ngơi để gọi là sốc lại tinh thần, là để gọi là suy nghĩ về trong tương lai là mình nên sắp xếp công việc như thế nào, hoặc là cũng phải nghỉ để dưỡng da chứ ạ, bởi vì bây giờ thực sự là làn da là một điều rất là quan trọng. Và khi mà mấy bữa nay á được đi cùng với nhau như vậy thì cái mối quan hệ giữa ba cô gái này có thân thiết hơn không? Tại hồi trước là biết là tụi mình ở chung một team đúng không? Hồi trước thì là em chắc có lẽ là em không có tiếp xúc với hai bạn nhiều hơn, tại vì là hai bạn là các thí sinh ở miền Bắc, còn em là thí sinh ở miền Nam. Nhưng mà sau khi qua đêm chung kết thì tụi em là luôn đi chung với nhau, nên là cảm giác những ngày qua nó đã thân hơn rồi. Thì là trong tương lai em nghĩ là nó sẽ thân hơn nhiều hơn nữa. Nếu như mà đủ thân rồi thì Cường muốn hỏi rằng là các bạn đã hiểu người bạn của mình hay chưa? Chẳng hạn như là Phương Nga thì Cường biết rằng là bạn có cái mối gắn kết với lại Tiểu Vi rồi. Tuy nhiên là Thúy An á, thì Cường biết muốn biết rằng là bạn có hiểu hoa hậu của mình hay không? Là có những cái tính tốt hay tính xấu gì bạn có biết không? Thì em nghĩ là cũng tụi em cũng tiếp xúc chưa được thời gian gọi là dài lắm, nên thì em nghĩ là cần thời gian thêm hơn nữa. Còn hiện tại thì em cảm nhận Tiểu Vi cũng còn một chút trẻ con, nhưng mà trong tương lai thì Tiểu Vi chắc chắn thì cái tính này của mình với Vương Miện hoa hậu. Còn cái tính mà bạn thích nhất của dành cho Tiểu Vi đó là gì? Có lẽ em thích nhất là cái tính trẻ con, tại vì cái tính trẻ con nó ngây thơ, nó dễ thương, hồn nhiên, nó tự nhiên lắm. Rồi giờ sẽ là câu hỏi dành cho bạn, đó là cho đến giờ thì hình ảnh động lại trong bạn về cuộc thi vừa rồi là gì hả? Hình ảnh động lại đối với em đó là chắc chắn là đêm gala, là đêm tổng duyệt của chương trình chung kết. Là mỗi người có một đêm, tại vì là đêm chung kết xong á thì là tụi em phải trả lời báo chí rồi, nên là không có thời gian để mọi người cùng chia sẻ nỗi buồn cũng như niềm vui với nhau, nên bọn em chọn đêm gala tổng duyệt là để chia sẻ hết cảm xúc của mình với nhau và rơi đi những giọt nước mắt, và để chuẩn bị tinh thần cho cái đêm chung kết sắp tới. Đêm đó là tới 3 giờ sáng rồi. Dạ. Và ngày hôm sau là sẽ diễn ra đêm chung kết. Cường thấy là đêm đó các bạn đã khóc rất là nhiều dạ, hơn là lúc đăng quang nữa. Dù khóc nhiều nhưng mà kiểu là khóc xong thì tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn, kiểu được giải tỏa một chút phần nào. Tất cả thực sự là sau cái buổi gọi là hôm tổng duyệt đấy thì bọn em cùng nhau làm những món quà tặng cho ban tổ chức, thì kiểu tự nhiên ba đứa cùng một nhà lại cùng kiểu
làm cùng nhau nhiều hơn, là cũng thân với nhau nhanh hơn từ đấy. Khi mà làm món quà đó thì người nào là cái người chủ đạo tạo nên cái sự gắn kết cũng như là chủ đạo để tạo nên cái món quà đó? Dạ, cái này là bài của nguyên một nhóm nên là không riêng về ai anh, mà mỗi người hợp sức với nhau để làm thành một cái quyển album để gửi đến ban tổ chức cũng như mọi người đã giúp đỡ chúng em trong thời gian. Và mấy bữa nay thì đi chung với nhau á, thì người nào là cái người mà gọi là leader của team? Trong ba người này thì người nào là cái người mà đóng vai trò là cái người mà không có ai là leader cả, và ban tổ chức chắc em nghĩ là như vậy. Ban tổ chức à? Rồi bây giờ tiếp theo dành câu hỏi dành cho bạn. Đây. Đó là ngày hôm nay á, thì người ta cảm nhận rằng là Phương Nga có vẻ là đang có một cái sự xuống sắc nhẹ. Có phải là do bạn đang bị áp lực quá không? Chắc là do như Nga vừa chia sẻ là vì thực sự là thời gian sau đăng quang có rất là nhiều lịch trình và Nga cũng không được nghỉ ngơi như bình thường. Thực sự chắc là dạng có hơi gọi là xuống sắc đi một chút. Nhưng mà theo em thấy thì Nga, da của chị Nga thì lúc nào cũng rất là đẹp. Hai con này luôn luôn bên nhau ha, nào cũng vậy hết. Rồi.